theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên, chủ đầu tư dự án, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng có tổng chiều dài gần 56 km. Dự án đi qua địa phận 3 huyện, một thành phố bao gồm huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tuyến có điểm đầu tại ranh giới tỉnh Hưng Yên và Hà Nội trên đường tỉnh 378, đê sông Hồng, xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, điểm cuối khoảng giao đê tả sông Hồng tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Đối với hiện trạng sử dụng đất, tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện tuyến đường này là gần 309 ha, trong đó, huyện Văn Giang hơn 52 ha, huyện Khoái Châu gần 104 ha, huyện Kim Động hơn 47 ha và thành phố Hưng Yên gần 106 ha. Về quy mô xây dựng dự án, đường chính tuyến có thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đối với đường cấp 2, đồng bằng với vận tốc thiết kế 100 km/h, đường bên có thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tương đương đường cấp 4, đồng bằng với vận tốc thiết kế 60 km/h. Cụ thể, đoạn đi trên mặt đê sẽ tận dụng đê hiện trạng, từ km 0000 tới km 3300 sẽ có quy mô theo đường hiện trạng, tận dụng để hiện hữu và đường gom chân đê. Quy mô đường hiện trạng phần đê quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 10m, bề rộng mặt đường 9m, đường gom có quy mô 2 làn xe. Đoạn từ km 3300 tới km 55 680, mặt cắt ngang tuyến được thiết kế với quy mô bề rộng nền đường 43,5m, cụ thể, chiều rộng mặt đường 21m, chiều rộng giải phân cách giữa 6m, chiều rộng lề đất 1m, chiều rộng giải phân cách bên 2,5m, chiều rộng đường gom một bên 8m, chiều rộng vỉa hè một bên 5m. Tiến độ thi công của dự án này từ năm 2024 tới 2026. Về tổng mức đầu tư, theo thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư của tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là gần 9.981 tỷ đồng, trong đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là gần 2.126 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 6.399 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 28 tỷ đồng, chi phí tư vấn, đầu tư xây dựng là hơn 204 tỷ đồng, chi phí khác là hơn 124 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 1.100 tỷ đồng. Theo báo cáo, trên tuyến đường sẽ được xây dựng mới hai cầu bao gồm cầu Ly Nghĩa vượt qua kênh thủy lợi Ly Nghĩa. Cầu thuộc địa phận xã Ly Nghĩa, huyện Văn Giang. Cầu gồm 3 đơn nguyên, trong đó 2 đơn nguyên cầu trên tuyến chính và đơn nguyên cầu trên đường bên phải bề rộng 8,5m. Phạm vi thiết kế cầu có chiều dài khoảng 77m. Cùng với đó, xây dựng mới cầu Nghi Xuyên vượt qua kênh thủy lợi trạm bơm Nghi Xuyên, thuộc địa phận xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Cầu gồm 3 đơn nguyên, trong đó 2 đơn nguyên cầu trên tuyến chính, đơn nguyên cầu phải rộng 12m, đơn nguyên cầu trái rộng 11,5m và đơn nguyên cầu trên đường bên phải có bề rộng 9m.